Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về một đôi loa full 40 và một đôi full 30. Tất cả đều là dòng thùng của JBL. Mẫu bên tay phải của Tùng Nguyễn Audio là mẫu thùng full 30 JBL 712C JBL. Đấy, dựng cái bát test RZ nhưng mà được dán tem JBL hết để đồng bộ với cả mẫu thùng. Còn cái mốc bên tay trái của Tùng Nguyễn Audio là full 40 JBL, sử dụng tép leo 750 BNC 40 JBL từ 220-100, dòng này tiếng bass rất khỏe. Anh em đi làm show đánh cực kỳ bền và khỏe nha. Thùng full 40 JBL, sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các bác theo dõi nha. Thì cái lưới này cũng chưa bắt vào đâu, em mới để ở ngoài thôi để hình dung. Cái thùng này JBL 715. Đấy. Phễu của nó là cao 23 và dài 34. Gắn với củ chiếc là neo bi BNC 750. Loại tép 750 neo bi, từ bi, bi sáng đẹp, bích dày, côn dây dẹt, nắp nhôm. Và củ bát của nó là 40 JBL của từ 220-100. Bát 40 JBL từ 220-100. Đấy. Đít có 3 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt và có cái lưới ở đây để chắn bụi này. Xương của nó là xương sần và xương tám xương. Xương sần và xương tám xương. Và mẫu bát của nó kẹp lỗ thép trắng, thủ từ 220-100 nhện màu vàng. Bát này là bát hàng mới tinh, đập hộp của nhà máy China. Màng màu vàng kem. Có cái dâu ở đây là dâu tai thỏ này. Đấy. Màng xếp đi lượng sóng khuôn vải tẩm dầu 3 gân. Thì cái mẫu thùng của nó thì là mẫu thùng gỗ ván ép các bác nhé, các bác nhìn này. Mẫu thùng gỗ ván này. Và chạy với mẫu phân tần có mã là 005, hàng của BL. Chạy 1, 2, 3 con chở nhôm màu vàng. Bảng mạch dài màu đỏ. Và bắn bút trứng xung quanh thùng để tiêu âm. Với cái cấu hình mà full 40 như thế này thì em Tùng Nguyễn Audio đang cung cấp ở tại cửa hàng là 8 triệu mốt đôi này. Full 40 và được dựng với cả tép neo các bác nhé. Và các bác chuyển sang cái mẫu 30 thì các bác dùng gia đình, các bác có thể lấy đôi này, lưới màu đen và được dán chống bụi. Full 30 này cực kỳ đẹp, thùng cân về phía bên trong. Full 30 712C JBL, dựng với tép của nó là tép giờ xếp cốc nhôm. Tép giờ xếp là bát giờ xếp hết nhá, nhưng mà em đang làm thương hiệu JBL để cho nó đồng bộ với mặt thùng này luôn. Phễu của nó là vuông 2323 và hai ống thông hơi ở hai bên. Bát 30 từ 190 côn 76. Đít nhọn màu xanh. Đấy, cái loa của em dựng thì bà giờ xiết, em bảo giờ xiết các bác dễ mua. Kẹp lỗ nó thép trắng từ 190 côn 76 và dòng này là màng sơn dầu bóng gân vải tẩm dầu 3 gân. Ở bên trong thùng thì là mẫu phân tần BL2 màu vàng, chạy hai chảy nhôm tím. Cũng bắn mút trứng tiêu âm và thùng của nó đều được chôn gen. Thùng gỗ này là gỗ MDF. Gỗ MDF là gỗ giấy ép cho tiếng trống rất sâu, dùng gia đình rất tốt. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio review hai cái mẫu này. Thì cái mẫu 30 của nó là 4.9 triệu đôi này các bác nhá, 4.9 triệu đôi full 30. Các bác có nhu cầu quan tâm đến hai đôi loa này về để chơi âm thanh sự kiện, chơi gia đình, hãy liên hệ trực tiếp cho em. Còn bác nào mà thích các cái mẫu linh kiện mà em đang dựng loa ở đây về để thay vào bát tép phân tần ở vỏ thùng của nhà mình thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Còn bác nào muốn mua một đôi loa thành phẩm do Tùng Nguyễn dựng lên và hàng đặt thì hãy liên hệ cho em. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác hãy xem video, hãy bấm like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nhé.